Linh cảnh hành giả chương 1484, triển khai làm người ta không ngờ tới, 4. Trừ phi chúng ta giết người diệt khẩu, hoặc là thanh trừ ký ức bằng không, lấy sự sâu sắc của viện trưởng, lão sẽ thông qua trận tập kích này, nghĩ thông rất nhiều chuyện. Như thế nào làm được đã có thể từ viện trưởng nơi này ra hỏi được tình báo, lại khiến lão quên chuyện này. Tiểu đội địa cung trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Kiếm khách có được ý chí sắt thép, giết lão không khó khống chế lão lại khó như lên trời. Trương Nguyên Thanh vất vả suy nghĩ kế sách. Bữa trưa gần kết thúc, đột nhiên tiếng Hạ Hầu Ngạo Thiên cười điên cuồng vang lên ở bên tai mọi người. Tôi nghĩ ra biện pháp rồi, tôi thật sự là thiên tài, tôi thật sự là thiên tài. Biện pháp gì? Đám người tôn Miểu Miểu đồng thanh hỏi. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại không nói chuyện nữa, một mình ngồi ở nơi xa, kêu căng ngẩng đầu lên. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, ý niệm truyền âm. Lợi hại, ngạo thiên huynh không hổ là nhân vật chính, vai phụ chúng tôi cảm thấy không bằng. Hạ hầu ngạo thiên lúc này mới thu hồi cái cầm cao ngạo, cúi đầu ăn cơm, chúng ta có thể bỏ thuốc viện trưởng, để tinh thần lão bị hao tổn, sau đó dùng đạo cụ thôi miên để thôi miên lão, mọi sự đại cát. Thiên hạ quy hỏa nghẹn hồi lâu, nghẹn ra một câu, đầu tiên cậu phải có thuốc. Trong tài liệu của địa cung, có một loại dược liệu, tên là cỏ sâm la vạn tượng, là tài liệu cấp chúa tể nghề nghiệp huyễn thuật sư, tôi có thể luyện nó thành khói mê gây ảo giác, không màu không vị, người hít vào khói mê, sẽ sinh ra ảo giác, mờ mịt, rất dễ dàng bị khống chế. Dược liệu phụ trợ mà nói, đảo linh thực đã có, đảo linh thực có hơn 1.000 loại dược liệu. Phương sĩ am hiểu nhất chính là luyện đang luyện dược, hạ hầu ngạo thiên vẫn đáng tin, mọi người nghe mà bất ngờ liên tục. Trương Nguyên Thanh nói, chủ ý này không tệ, ừm, có thuốc mang thực vật, động vật trong học viện đều độc chết hay không? Kỹ năng của cô giáo tống mạng quá phiền rồi Trong học viện rõ ràng không có camera theo dõi Lại khắp nơi đều là camera theo dõi Hai bên vẫn luôn xuất quỷ nhập thần Thời gian dài, kẻ ngốc cũng biết mọi người đều có thể giả du, tin độn Giết chết các thực vật, động vật kia Đã có thể tiêu trừ tai họa ngầm, lại có thể rải bom khói Hạ hầu ngạo thiên nghĩ một chút, không thành vấn đề ăn xong bữa trưa, tiểu đội địa cung trở về quán cà phê, ở toilet hoàn thành giao dịch đạo cụ, Trương Nguyên Thanh và Thiên Hạ Quy Hỏa giao mũ đỏ nhỏ, vạn nhân đồ cho Tôn Miểu Miểu. Bản thân thì thu hoạch đồng hồ bỏ túi thôi miên của Triệu Thành Hoàng. Mà Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng đạt được đạo cụ giả du Tôn Miểu Miểu tặng cho, cùng với bao tay tật phong giả của Trương Nguyên Thanh. Hai đạo cụ phối hợp, có thể khiến hắn trực tiếp bay đến đảo Linh thực hái thuốc. Tám rưỡi tối buổi chiều gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Phòng 404, anh gà đỏ đánh bài xong, đi theo Trương Nguyên Thanh về phòng nghỉ ngơi. Ánh đèn nhu hòa, bên cạnh bàn có một người đẹp mặt trái xoan khuôn mặt hót trên mạng. Ngồi trên ghế là cô gái tuyệt đẹp tao nhã đoan trang, mắt đỏ yêu dị. Các cô giống như búp bê hình người đỉnh cấp nhất. Hai âm thi của cậu thực con mẹ nó ngon, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có phải có sở thích gì hay không? Anh gà đỏ đi đến bên cạnh bàn, ánh mắt đảo quanh ở thân thể mềm mại của hoa hồng máu cùng ngân giao quận chúa. Hắn có chút hoài nghi xu hướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một âm thi xinh đẹp còn có thể lý giải, hai âm thi đều là tuyệt sắc mỹ nhân, thế này rất kỳ quái. Lần trước ở trong phó bản Nhai Sơn, cậu còn chưa có âm thi này. Anh gà đỏ nhìn chầm chầm ngân giao quận chúa một lát, cảm khái nói. Sửa thật bự. Chủ nhân cùng âm thi tâm ý tương liên. Trương Nguyên Thanh có thể cảm ứng được ngân giao quận chúa tức giận. Lớn cũng vô dụng, băng lạnh không đủ nóng hổi. Trương Nguyên Thanh nói. Ngân giao quận chúa càng thêm tức giận. Đúng vậy, vẫn là sự nóng hầm hập thoải mái, ngủ ngủ. Anh gà đỏ duỗi cái lưng mỏi, nằm ngã chổng vó, vài giây sau, tiếng ngáy đã tới. Trương Nguyên Thanh vội vàng hướng về ngân giao quận chúa chấp tay xin lỗi, dùng phương thức riêng của thần giả dạ du trao đổi, hỏa sư chính là như thế, quận chúa chớ trách. Ngân giao quận chúa, không đủ nóng hổi. Treo cô thôi, treo cô thôi. Trương Nguyên Thanh liên tục xin lỗi. Hừ. Ngân giao quận chúa quay đầu đi. Trấn an xong quận chúa, Trương Nguyên Thanh lên giường ngủ, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến 10 rưỡi tối, hắn làm bộ vào toilet. Đóng lại cửa nhà vệ sinh, lấy ra gương da ta, soi về phía bản thân. Một giây sau, mặt gương phóng ra một luồng hào quang, hóa thành một trương nguyên thanh khác. trương nguyên thanh này vẽ mặt như thường mở ra cửa nhà vệ sinh, quay về phòng ngủ, chui vào ổ chăn. trương nguyên thanh thật sự đã thi triển tinh động thuật, rời khỏi ký túc xá nam sinh. ngoài ký túc xá nam sinh, dưới bóng cây nơi nào đó, một ánh sao mông lung mộng ảo dâng lên. trương nguyên thanh nhìn trái nhìn phải một vòng, bóng đêm nặng nề, xung quanh không có tiếng động, trăng tròn treo cao ở bầu trời đêm, chiếu xuống ánh sáng mát lạnh thực vật xanh biếc cùng đóa hoa muôn hồng nghìn tía đắm chìm trong ánh trăng trong vắt tỏ ra có chút quể oải lúc chạm vạn hạ hầu ngạo thiên luyện một loại thuốc độc tên là bách hoa sát một vốc độc phấn nho nhỏ có thể làm thực vật trong cả vườn hoa chết hết ở trong 6 giờ động vật ngửi được loại độc phấn không màu không vị này cũng sống không qua 8 giờ tiểu đội địa cung mang chỗ mọc thực vật trong học viện vụn trộn rãi hết trương nguyên thanh từ trong ô vật phẩm lấy ra một viên sáp một cái đồng hồ bỏ túi, thứ trước chính là khói độc gây ảo giác, thứ sau là đạo cụ thôi miên triệu thành hoàng cho. Nhét hai món vật phẩm vào trong túi, sau đó lấy ra da người hoàng mỹ dán ở trên mặt, da người mỏng như cánh ve nhanh chóng hòa tan, bám vào ở trên người hắn, trong khoảng khắc, hắn biến thành cô giáo Lâm Tố lạnh nhạt quyến rũ. Kế hoạch của hắn là ngụy trang thành cô Lâm Tố, đến gặp hiệu trưởng, sau đó dùng khói mê đánh lén, lại mượn dùng đạo cụ thôi miên của Triệu Thành Hoàng. Sở dĩ chọn lâm tố là kết quả hạ hầu ngạo thiên bói toán. Quẻ tượng biểu hiện, trong các giáo viên, chỉ có ngụy trang thành lâm tố tiếp cận viện trưởng mới là thượng thượng đại cát. Tùng tùng. Viện trưởng ngồi ở trước bàn suy tư án mạng, đã nghe thấy tiếng đập cửa. Ông đứng dậy rời khỏi bên cạnh bàn, mở cửa phòng ra, thấy lâm tố xinh đẹp lạnh nhạt đứng ở cửa. Cô lâm tố. Lão viện trưởng kinh ngạc nói, có chuyện gì sao? lâm tố này rõ ràng mặc đồng phục học sinh nhưng ông lại cảm thấy vô cùng tự nhiên tựa như cô nên mặc như vậy viện trưởng trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an trương nguyên thanh nói ra lời nghĩ một đằng nói một nẻo sau đó hắn liền thấy viện trưởng lý ngôn hề thở dài ôm eo hắn dẫn hắn vào phòng tình huống gì vậy trong lòng trương nguyên thanh trầm xuống phát hiện không thích hợp hành động ôm eo quá mức thân mật tôi biết hung thủ đã dám giết người liền tuyệt đối không phải người lương thiện cô là học sĩ không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình sầu lo cũng là bình thường lý ngôn hề ôm cô đứng ở dưới ánh đèn cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh nhạt xinh đẹp dịu dàng nói nếu sợ hãi tối nay cứ nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi cô cũng rất lâu không ở với tôi rồi trương nguyên thanh xác định hai người này có gian tình cho nên đây là nguyên nhân thượng thượng đại cát sau đó trương nguyên thanh nghe thấy mình hừ một tiếng điệu đà dù sao có tống mạng hầu ông rồi tiểu tiện nhân kia lúc trước chính là vì quan hệ nam nữ lung tung mới bị xung quân đến học viện công phu trên giường của cô ta so với tôi lợi hại hơn nhiều cô tống mạng quả nhiên là vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn phạt vào học viện chật chật lão viện trưởng à không ngờ ông là viện trưởng như vậy ông cùng các giáo viên ngủ với nữ sinh nữ giáo viên kia của đại học tùng hải chúng tôi có gì khác nhau trong lòng trương nguyên thanh điên cuồng lẩm bẩm khuôn mặt viện trưởng trong tang thương lại rất có sức quyến rũ nam tính cười cười trong học viện sinh hoạt buồn tẻ vô vị tôi cùng cô ấy chỉ là an ủi lẫn nhau cô không cần phải ghen với điều này cô ấy mấy ngày nay không tới tìm tôi chắc là dính lấy học viên nào rồi sắc trời không còn sớm chúng ta nghỉ ngơi đi ông tự nghỉ ngơi đi trương nguyên thanh yên lặng bóc nát viên sáp khí thể không màu không vị nháy mắt khuếch tán. Trương Nguyên Thanh ở nháy mắt bóp nát viên sáp, liền nín thở. Theo khí thể khuếch tán, đôi mắt trong trẻo của lão viện trưởng, bỗng nhiên bày ra trạng thái cực độ hỗn loạn, trong mắt khi thì trợn lên, khi thì hạ xuống, khi thì sáng quắc nhìn chầm chầm nơi nào đó. Trong miệng lão bắt đầu lẩm bẩm, nói năng lung tung. Trương Nguyên Thanh lui về phía sau hai bước, giải thoát vòng tay viện trưởng, bóc da người hoàng mỹ, từ trong túi lấy ra đồng hồ bỏ túi, treo ở trước mắt viện trưởng. Đồng hồ bỏ túi chớp lên như con lắc, trả lời vấn đề của tôi, trả lời vấn đề của tôi. Ước chừng 2 phút, hắn mới nhìn thấy hỗn loạn trong mắt viện trưởng biến mất, thay thế vào đó là trống rỗng. Cái này ý nghĩa thôi miên thành công. Trương Nguyên Thanh vào thẳng chủ đề, lúc buổi sáng, ông vì sao phải hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn tối hôm qua có rời khỏi ký túc xá hay không? Viện trưởng lẩm bẩm, tôi chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên tối hôm qua. Vì sao phải làm rõ hành tung của học viên, không phải đã rửa sạch hiềm nghi rồi sao? Viện trưởng lẩm bẩm, tôi chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên tối hôm qua. Trương Nguyên Thanh dần dần nhíu mày, chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên. Lý do này không thể thuyết phục hắn. Hắn lúc ấy đã 360 độ không có gốc chết tự chứng minh trong sạch, có ở ký túc xá hay không, không quan hệ với vụ án, ngược lại là người mặc giáp biết cửa đá từng bị mở ra, quan tâm vấn đề này nhất viện trưởng ở lúc mấu chốt đó hỏi mình vấn đề này quá mức làm người ta hoài nghi nhưng thôi miên sẽ không gạt người viện trưởng trả lời nhất định là lời nói thật phát ra từ trong lòng chỉ là trùng hợp là mình đa tâm ông hoài nghi ai là hung thủ trương nguyên thanh hỏi không biết viện trưởng đờ đẫn lắc đầu ai có hiềm nghi nhất triệu thành hoàng tôn miễu miễu của thái nhất môn triệu phi vấn tạ linh chu Lưu Ngọc Thư của Linh Cảnh Thế Gia. Vì sao? Xác suất bọn họ biết nhiệm vụ ẩn lớn nhất. Trương Nguyên Thanh trầm mặt hồi lâu, thở dài, quên mất chuyện xảy ra đêm nay, lên giường ngủ. Viện trưởng đờ đẫn xoay người, cởi quần áo, giày, đắp chăn, tiến vào giấc ngủ. Hôm sau, căng tin. Tiểu đội địa cung một lần nữa đeo tai nghe, vừa hưởng dụng bữa sáng, vừa trao đổi tình báo. Tôi từng thử, Hàm Thiền Quân cùng Tiểu Nguyệt Thỏ đều không phải người mặc giáp, các cô ấy thiếu chút nữa bị tôi đánh chết, cũng không sử dụng đạo cụ tương quan thần dạ du, cũng không có áo giáp nguyên thủy nói. Tôn Miểu Miểu vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vì cứu các cô ấy, lãng phí nửa ống sinh mệnh nguyên dịch của tôi, hai người bây giờ còn hôn mê, đợi lát nữa tỉnh lại, khẳng định muốn báo cáo giáo viên nói mình bị tập kích, nhưng hai cô ấy không thấy được bộ dáng của tôi, tôi mặc chiến giáp. Quay đầu nhớ trả lại vạn nhân đồ cho tôi. Thiên hạ quy hỏa cách mấy bàn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu bên kia thế nào? Trương Nguyên Thanh cúi đầu hút cháo, viện trưởng trả lời là, lão chỉ muốn biết hành tung của học viên tối hôm qua. Chỉ có vậy. Hạ hầu ngạo thiên không thể tiếp nhận, hỏi khéo như vậy. Tôi cũng không tin là trùng hợp, nhưng tự như, chính là như thế. Trương Nguyên Thanh thở dài. Hắn chưa nói rõ tình huống tối hôm qua, chưa lộ ra quan hệ tình nhân của cô Lâm Tố cùng viện trưởng, hắn lại không phải viên đình. Bây giờ ngẫm lại, trong học viện sinh hoạt buồn tẻ, mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên sẽ có nhu cầu, ngươi tình ta nguyện, cũng không có gì đáng chỉ trích. Nếu như vậy, điều tra liền kẹt rồi, trong hai ngày kế tiếp, chúng ta sẽ rất bị động. Thanh âm lạnh nhạt của Triệu Thành Hoàng vang lên ở trong tai nghe. Mạch suy nghĩ của chúng ta có phải sai lầm rồi hay không, hạ hầu ngạo thiên lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong loa lớn của căng tin, vang lên thanh âm nghiêm khắc hơn nữa kịch liệt đau đớn của viện trưởng. Mọi người, lập tức đến thư viện tập hợp. Trong lòng tiểu đội địa cung trùng mình, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu tối hôm qua có phải lộ sơ hở gì hay không? Tôi hôm qua tuyệt đối không lộ sơ hở. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, lặng yên căng thẳng thần kinh, buông đũa, cùng các học viên mờ mịt tương tự đi ra khỏi căng tin, tiến vào thư viện. Trên đài diễn thuyết, viện trưởng hốc mắt đỏ bừng trong mắt che giấu đau đớn kịch liệt vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc lạnh lùng nhìn chằm chằm học viên tiến vào thư viện ánh mắt ông đảo qua ở trên mặt mọi người nói từng chữ một cô giáo lâm tố tối hôm qua bị hại rồi lại có người chết rồi lần này chết còn là một giáo viên đại sảnh xôn xao kinh ngạc mờ mịt nôn nóng vân vân các loại cảm xúc nảy sinh lan tràn ở trong lòng các học viên nếu có huyễn thuật sư ở nơi này rất dễ dàng có thể dẫn bạo cảm xúc của các thánh giả, chế tạo một hồi náo động quy mô lớn. Cô giáo Lâm Tố nghe truyện trên TV Audio CV đã chết. Nguyên Thủy tối hôm qua còn từng sắm vai cô ấy. Tôn Miểu Miểu vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Chỉ thấy hắn đứng ngay ra tại chỗ, như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Trong tai nghe truyền đến tiếng hạ hầu ngạo thiên lẩm bẩm thiên hạ quy hỏa và triệu thành hoàng cao mày cũng bị sự kiện đột phát này làm cho ngẩn người vài giây sau thiên hạ quy hỏa phản ứng lại trước hết viện trưởng chính là người mặt giáp ông ta cho rằng tối hôm qua thôi miên mình là lâm tố cho nên giết cô ấy nếu viện trưởng là người mặt giáp đáp án nguyên thủy thôi miên đạt được không có hiệu quả có thể giải thích thông lực lượng bí ẩn không thể trừ khử hiệu quả của khói mê ảo thuật nhưng thuật thôi miên là không có khả năng hỏi ra được thứ gì Triệu Thành Hoàng nhíu mày chặt hơn nữa, nếu viện trưởng là người mặc giáp, vậy phỏng đoán trước đó của chúng ta, toàn bộ đều phải phủ định. Cho dù là tiểu đội địa cung trí tuệ siêu quần, cũng lâm vào tự mình hoài nghi thật sâu. Thiên hạ quy hỏa quay đầu, liếc các học viên một cái, ánh mắt lướt qua ở trên khuôn mặt sững sờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng thở dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn như tự bế rồi, hạ hầu ngạo thiên, cậu là đội trưởng, đi hỏi tình huống kiểm tra thi thể xem. Hạ hầu ngạo thiên từng một tiếng, hô lớn. Viện trưởng, cô giáo lâm tố chết như thế nào? Lão viện trưởng mặt xám xịt, biểu cảm đau đớn kịch liệt. Cô giáo tống mạng bên cạnh bước lên một bước, bi thương nói. Cô giáo lâm tố bị chấn nát trái tim, chết ở trên giường, trong phòng không có dấu vết chiến đấu. Hạ hầu ngạo thiên nghĩ ngợi, hỏi có bị xâm hại không? Tống mạng lắc lắc đầu, không có. Không bị xâm hại. Thiên hạ Quy Hỏa nhăn mặt nhíu mày. Trước mắt điều duy nhất có thể xác định là cái chết của Lâm Tố tuyệt đối có liên quan với hành động tối hôm qua của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Rốt cuộc là ai đang giết người? Mục đích là cái gì? Đệt, ông đây không nhịn được nữa, ông đây là tới tham gia kỳ nghỉ, không phải đến chơi trò ma sói. Bên dưới có tiếng kêu gào nổi lên khắp nơi. Con mẹ nó yên lặng hết cho lão tử hỏa ma lạc nhạc thánh trên đài diễn thuyết gần một tiếng nặng nề, bao trùm lên sóng âm. Vị hỏa ma cấp năm này tức giận nhìn học viên, nắm lên cái sừng nhỏ màu nâu. Thời gian tử vong của cô Lâm Tố là sau nửa đêm, bây giờ, mọi người đều phải kiểm tra nói dối. Mặt khác, mang tình hình của mọi người tối hôm qua viết hết ra giấy. Các thành viên giám sát lẫn nhau nghĩ kỹ một phen, tối hôm qua đối phương có từng rời khỏi tầm mắt của mình hay không? Vào toilet, tắm rửa có vượt qua 10 phút hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên Thân là đội trưởng, tạo ra tác dụng dẫn đầu, là người đầu tiên tiếp nhận cái sừng nhỏ màu nâu, tự chứng minh trong sạch, sau đó đưa cho Thiên Hạ Quy Hỏa cùng tổ, lại tiếp nhận giấy cùng bút tống mạng phát đến, viết tình huống hôm qua. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ở trong sững sờ, tỉnh táo lại, hắn trước cầm cái sừng nhỏ màu nâu tự chứng minh trong sạch, tiếp theo ngồi ở trên ghế viết tình huống đêm qua. Lặng yên chia ra một nửa linh thể, tiến vào trong cơ thể ngân giao quận chúa, mở ra mặt trắng. Từ khi người mặt giáp phát hiện cửa đá bị mở ra, đến hạ triều tuyết chết, lại đến cô lâm tố chết, một loạt sự kiện cổ quái, cần sâu chuỗi lại từng cái một. Chỉ cần sâu chuỗi lại, liền có thể nghĩ thông được. Hắn tính mượn dùng mặt trắng âm hiểm giả dối, am hiểu quỷ kế, lấy tốc độ nhanh nhất cân nhắc ra chân tướng. Đạo cụ phát hiện nói dối truyền tay giữa học viên, rất nhanh đã qua một lần, tình huống hai lần trước đã xảy ra trong học viên không có hung thủ. Sao có thể không có hung thủ, sao có thể không có hung thủ? Viện trưởng lẩm bẩm, đau đớn kịch liệt trong mắt ông dần dần chuyển hóa thành hung quang, ánh mắt nhìn chầm chầm học viên càng lúc càng lạnh lẽo. Cái chết của lâm tố, tựa như kích thích thật sâu đến ông. Cảm xúc của viện trưởng có chút không đúng, ông ấy quá mức phẫn nộ rồi. Ý niệm thiên hạ quy hỏa hiện lên, chuyển hóa thành tiếng nói vang lên bên tai tiểu đội địa cung không lôi ra được hung thủ không phải điều bình thường sao sớm đã trải qua hai đợt làm viện trưởng tư cách và từng trải thâm hậu không nên bởi vậy mất khống chế cảm xúc mặt khác chết một giáo viên liền đau thương tới vậy cho nên viện trưởng thật sự có vấn đề đúng không công miễu miễu nói không cảm xúc của ông ấy càng kích động ngược lại càng không có vấn đề nhưng quả thật kỳ quái triệu thành hoàng suy nghĩ đúng lúc này bọn họ nghe thấy trong tai nghe truyền đến tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn thở bật ra. Tôi nghĩ ra rồi, tôi biết chuyện là thế nào rồi. Tinh thần đám người tiểu đội địa cung rung lên. Ý niệm của Trương Nguyên Thanh chuyển hóa thành giọng nói. Kẻ mà người mặc giáp muốn giết không phải Lâm Tố, mà là tôi, hắn chỉ là coi tôi thành Lâm Tố. Tối hôm qua, hắn hẳn là theo dõi ngay tại phụ cận chỗ ở viện trưởng. Tôn Miểu Miểu suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của mình sao có khả năng? Hắn không có khả năng biết hành động của chúng ta, hắn nếu biết chúng ta hành động, trực tiếp ra tay đối với chúng ta là được. Bởi vì hắn chỉ biết chúng ta sẽ nhằm vào viện trưởng, nhưng không biết chúng ta rốt cuộc là ai. Trương Nguyên Thanh nói, chúng ta làm rõ lại từ đầu một lần. Hôm trước sau nửa đêm, người mặt giáp phát hiện cửa đá bị người ta mở ra, vì thế, hắn giết hạ triều tuyết, muốn mượn án mạng dẫn chúng ta ra. Người này tâm tư rất tỉ mỉ, Đạo cụ phát hiện nói dối chỉ là một trong những thủ đoạn, hắn còn chôn một mốc câu khác, đó chính là viện trưởng hỏi tôi câu kia, có phải luôn ở ký túc xá hay không, thử nghĩ, người tiến vào cửa đá nghe được vấn đề này, sẽ phản ứng thế nào. Sẽ coi viện trưởng trở thành người thần bí ngày đó lẻn vào hồ, trở thành đối thủ cạnh tranh. Tiếng của Thiên Hạ Quy Hỏa vang lên. Không sai, vì bảo vệ thu hoạch, người tiến vào cửa đá nhất định sẽ điều tra viện trưởng, thậm chí sẽ giết ông ấy trương nguyên thanh cho câu trả lời khẳng định tiếp tục nói vì thế người mặc giáp tối hôm qua theo dõi chỗ ở của viện trưởng chờ người tiến vào cửa đá chui đầu vô lưới hắn nhìn thấy tôi nhưng tôi đã ngụy trang thành lâm tố hắn giết lầm người rồi giọng nói lạnh nhạt của triệu thành hoàng truyền đến ý của cậu là nói người mặc giáp sau khi giết chết hạ triều tuyết lại lấy thủ đoạn tương tự thôi miên khống chế viện trưởng bảo ông ấy ở ngày hôm qua hỏi ra vấn đề kia viện trưởng là kiếm khách có được ý chí sắt thép muốn thôi miên ông ấy là không có khả năng chúng ta có tài liệu cấp chúa tể có hạ hầu ngạo thiên như vậy phương sĩ phương pháp không thể phục chế suy đoán của nguyên thủy thiên tôn là đúng thiên hạ quy hỏa nói chưa chắc là thôi miên nhưng nhất định có thủ đoạn tương tự hắn ở trong bóng tối khống chế viện trưởng làm quỷ tích hành vi của viện trưởng phù hợp mong muốn của mình nguyên thủy ngày hôm qua thôi miên viện trưởng nhận được câu trả lời vừa vặn đã chứng minh một điểm này viện trưởng bị lực lượng nào đó khống chế, ảnh hưởng, chính ông ấy chưa phát hiện, cho nên mới sẽ trả lời, chỉ là muốn biết quỹ tích hành động của học viên. Thiên hạ quy hỏa vừa viết tình huống tối hôm qua, vừa bổ sung. Mọi người xem, viện trưởng hôm nay vẫn nộ không hợp với lẽ thường, ông ấy có phải lại bị ảnh hưởng hay không? Giả thiết lớn mật một phen, có phải còn có người khác cũng bị ảnh hưởng hay không? Trong đám học viên này, hầu như không có cấp 5, thánh giả cấp 4 lại bị ủy thác trọng trách, tiến vào học viện mưu đoạt nhiệm vụ ẩn, không có chỗ dựa, nói không thông. Có thể âm thầm ảnh hưởng viện trưởng, vậy cũng có thể ảnh hưởng người khác, mỗi người đều có thể là lá trắng của người mặc giáp, thế này làm sao tìm? Trong lòng tiểu đội địa cung lặng yên ngưng trọng. Có thể tìm, thân phận của người mặc giáp, tôi đã tập trung phạm vi đại khái. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa như thiên âm, vang ở bên tai đám người tôn miễu miễu. Nói mau. Tiểu đội địa cung thanh âm đều nhịp. Hạ triều tuyết chính là sơ hở của hắn, người mặc giáp vì sao giết là hạ triều tuyết mà không phải người khác. Trương Nguyên Thanh hỏi. Không phải hạ triều tuyết xui xẻo. Hạ hầu ngạo thiên trả lời một câu. Nhưng miễu miễu đã từng kiểm tra, hàm thiền quân và tiểu nguyệt thỏ đều không phải người mặc giáp, vậy suy đoán của chúng ta trước đó phải phủ định, có lẽ cũng không phải hạ triều tuyết xui xẻo. Bây giờ trở về đến vấn đề lúc ban đầu, vì sao chết là hạ triều tuyết trương nguyên thanh bình tĩnh phân tích chúng ta đã xem nhẹ một manh mối rất mấu chốt ngày đó chu minh hú đi tìm hạ triều tuyết hẹn hò nhưng hạ triều tuyết không có mặt nếu tôi là người mặt giáp mục tiêu lựa chọn hàng đầu của tôi khẳng định là người buổi tối hôm đó hành tung không rõ chính bởi vì hạ triều tuyết lúc ấy không ở ký túc xá cho nên khi người mặt giáp sau nửa đêm phát hiện cửa đá từng bị mở ra mới sẽ hoài nghi hạ triều tuyết quyết đoán ra tay giết cô ấy. Nhưng hắn phát hiện đã giết lầm người, liền tương kế tự kế, lợi dụng án mạng này, câu ra chúng ta, còn có một loạt sự việc sau đó. Tạm dừng một chút, Trương Nguyên Thanh nói. Nơi này lại dấn ra một vấn đề, trong học viện nhiều người như vậy, người mặc giáp vì sao chỉ biết riêng Hạ Triều Tuyết không có mặt. Người mặc giáp biết quan hệ của Chu Minh Hú và Hạ Triều Tuyết, như vậy, tình huống đêm đó, ai có thể biết thông qua Chu Minh Hú, biết được Hạ Triều Tuyết không ở trong ký túc xá. Câu này tự như sét đánh giữa trời đánh vào trong đầu tiểu đội địa cung. Tôn Miểu Miểu hít thở lập tức dồn dập, chính người kia liên hoan trong căng tin, người mặc giáp ở ngay bên trong, chính người đó là ai? Không biết, nhưng anh gà đỏ biết, bữa ăn là chính hắn tổ chức. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh nhếch lên, nhìn về phía người bên cạnh. Anh gà đỏ đang dùng bút pháp như gà bới, viết tình hình tối hôm qua, đối với tiểu đội địa cung tâm niệm câu thông hoàn toàn không biết khẳng định không phải anh gà đỏ tôn miễu miểu giọng điệu vô cùng tự tin nói lời này của cô nếu như bị anh gà đỏ nghe được hắn sẽ khiến cô biết cái gì là nam nữ bình đẳng trong lòng trương nguyên thanh nói thầm đang muốn thấp giọng hỏi anh gà đỏ đúng lúc này tiểu nguyệt thỏ dáng người chắc nịch tựa như tuyển thủ cử tại giơ tay nói viện trưởng chúng tôi có tình huống báo cáo Tôi cùng Hàm Thiền Quân tối hôm qua bị tập kích. Viện trưởng đang hãm sâu trong nỗi đau đớn, ánh mắt chợt sắc bén, kẻ tập kích là ai? Hàm Thiền Quân điềm đạm nho nhã lắc đầu. Chúng tôi tiến vào một không gian kỳ quái, có trăng tròn, có cánh đồng bát ngát, có rừng rậm, ở nơi đó, chúng tôi bị một người mặc giáp màu máu đuổi giết, đều đã bị thương nặng. Áo giáp? Các giáo viên trên đài diễn thuyết mắt chợt sáng ngời. Tiểu Nguyệt Thỏ tiếp nhận đề tài, tôi lúc ấy bị thương nặng mất đi ý thức vốn nghĩ chết chắc rồi nhưng ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường vết thương trí mạng trên người cũng ly kỳ biến mất lúc nói lời này vẻ mặt cô đầy hoang mang hàm thiền quân dùng sức gật đầu tôi cũng vậy thiếu chút nữa cho rằng mình là đang nằm mơ nhưng hai chúng tôi bởi vậy dậy muộn vừa tính hướng các giáo viên báo cáo liền nghe viện trưởng kêu gọi liền tới đây chúng tôi nói đều là nói thật tốt qua sông đánh giá hai người, lạnh lùng nói. Vì sao người thần bí kia sẽ tập kích các người? Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thỏ lắc lắc đầu. Hỏa ma lạc nhạc thánh trên đài diễn thuyết quát. Lặp lại một vòng phát hiện nói dối. Không ổn. Trong lòng tiểu đội địa cung trầm xuống. Công miễu miễu khẳng định sẽ lộ tẩy, cô không có năng lực tránh né công năng của đạo cụ phát hiện nói dối. Không thể kiểm tra nói dối, miểu miểu sẽ bại lộ sắc mặt triệu thành hoàng lạnh lùng nhưng nếu kháng cự sẽ bị người mặc giáp nhìn ra vẫn bại lộ thiên hạ quy hỏa nói không đây có lẽ là cơ hội tốt cơ hội tốt dụ rắn ra khỏi hang trương nguyên thanh cao giọng nói còn cần thiết kiểm tra nói dối sao kiểm tra nói dối nếu hữu dụng đã sớm bắt được hung thủ hỏa ma lạc nhạc thánh giận dữ nguyên thủy thiên tôn phối hợp điều tra cúc con mẹ nó phối hợp còn có một ngày nữa là kết thúc huấn luyện so với tiếp tục điều tra không có ý nghĩa không bằng tụ tập hết mọi người lại một chỗ ăn uống cùng nhau thẳng đến lúc rời khỏi phó bản như vậy sẽ không phải chết trương nguyên thanh quay đầu hỏi anh gà đỏ anh cảm thấy thế nào anh gà đỏ trời sinh bạo dân ném cây bút ồn ào quá con mẹ nó đúng rồi vẫn có thể tính là một biện pháp đúng vậy dứt khoát ở thư viện ngã ra đất nghỉ đi dù sao ngày mai là kết thúc, chúng ta không ngủ cũng được. Đề nghị của Trương Nguyên Thanh được các học viên nhất trí tán đồng. Muốn chạy. Cương mặt lão viện trưởng bỗng nhiên lạnh lùng, hung tợn nhìn chầm chầm các học viên. Muốn sau khi rời khỏi phó bản đào tẩu. Si tâm vọng tưởng là các người hại chết lâm tố, đừng tưởng rằng tránh ở trong học viên là có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tôi không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Nói xong lời cuối cùng, lão viện trưởng đã là diện mục đáng sợ vẻ mặt hung ác ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ông lấy ra một cái còi sắt đen dùng sức thổi lên tiếng còi bén nhọn quanh quẩn ở thư viện quanh quẩn ở học viện tần phong các học viên bên dưới xôn xao hẳn lên nhìn nhau không biết viện trưởng lên cơn thần kinh gì viện trưởng và lâm tố là tình nhân cái chết của lâm tố khiến cảm xúc của ông mất khống chế có chút giống thủ đoạn của huyễn thuật sư nhưng lại không đúng loại ảnh hưởng này châm chích rất mạnh. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Thiên hạ quy hỏa đột nhiên biến sắc, đè tai nghe. Viện trưởng quả nhiên bị ảnh hưởng rồi, người mặc giáp muốn làm gì? Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thỏ báo cáo thuộc về tình huống đột phát, không ở trong tính kế của người mặc giáp, cảm xúc của viện trưởng mất khống chế, mới là dự mưu của người mặc giáp. Tiếng của hắn mới vừa vang lên bên tai tiểu đội địa cung, đã bị một tiếng hổ gầm đinh tai nhức ốc bao phủ các ngươi đều phải chết, các ngươi chết hết rồi, hung thủ liền phải đền tội. Viện trưởng phẫn nộ quát. Đệt. Đám người tiểu đội địa cung đều biến sắc. Cách làm của người mặc giáp giống với bọn họ tối hôm qua. Tính dùng võ lực bước ra kẻ địch. Thông qua chiến đấu hiểm tử hoàng sinh tìm kiếm mục tiêu, phương pháp này rất cực đoan, nhưng hữu hiệu. Theo viện trưởng rít gào khàn cả giọng, vách tường thư viện ầm ầm sụp xuống, một con hổ lớn vàng vện xông vào đại sảnh. Con hổ lớn này mắt xếp trắng trắng, vai cao 2 mét, chiều dài cơ thể 5 mét, màu lông đen vàng giao nhau, lông bụng trắng như tuyết. Đôi mắt giữ tận xanh thẳm ánh mắt âm trầm, nhìn chầm chầm học viên trong sảnh một hồi, nghiêng đầu, nhìn về phía đài diễn thuyết. Viện trưởng lúc này đã điên cuồng, lấy ra một thanh kiếm dài ba thước, chỉ vào các học viên, lạnh lùng nói. Giết sạch bọn họ. Con hổ lớn nhận được mệnh lệnh, gầm một tiếng nặng nề, lộ ra hàm răng nhọn ố vàng cùng cái mồm như chậu máu. Gào. Khí tức hung ác dữ dằn rợp trời rợp đất ập tới. Con mảnh hổ hình thể thật lớn này hung hãn lao vào đàn dê, các thánh giả trước băng ghế kinh hô, tản ra. Trăng rắc. Băng ghế ở trong tấn công của con hổ lớn sụp xuống vỡ vụn. Con hổ lớn vồ hụt lao về phía trước một cái, dễ dàng ấn tam dương khai thái thái tốc độ chậm nhất ở trên mặt đất tam dương khai thái thái vung nắm đấm nặng nề đánh dày đặc như mưa rơi vào chi trước con hổ lớn đánh vang lên rầm rầm cùng lúc đó mặt đất hai bên con hổ lớn nhô lên từng cây măng đá cứng rắn phá đất chui ra đâm về phía cái bụng trắng trẻo dưới tầm mềm mại đối mặt vị sơn thần này công kích con hổ lớn không để ý tới chỉ là chân trước nhẹ nhàng nhấn một cái ầm uhm. một phần sáng màu vàng trên người tam dương khai thái thái nổ tung ngay sau đó hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi chỉ thấy ngực hắn sụp xuống móng vuốt cắm vào máu thịt phòng ngự sơn thần lấy làm kiêu ngạo ở dưới vuốt hổ tỏ ra không chịu nổi một đòn đây là chênh lệch của cấp 6 cùng cấp 4. ở lúc này một đạo kiếm quan sắc bén gào thét lao đến nhanh như điện đâm trúng cái trán con hổ lớn gào con hổ lớn bị đau đầu theo bản năng hất sang phải đồng thời rút về móng vuốt đè ở ngực tam dương khai thái thái nhâm quân tử vội vàng nắm lên bả vai tam dương khai thái thái mang theo hắn rút lui viện trưởng ông điên rồi lạc nhạc thánh nóng nảy lỗ mãn trận mắt há hốc mồm hắn bởi vì không thể khống chế tính tình của mình nhiều lần đánh cấp dưới rốt cuộc có một lần lỡ tay đánh một cấp dưới bị thương nặng phân bộ lấy quá mức nóng nảy không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm cương vị chấp sự làm lý do xung quân hắn đến học viện tần phong nhưng cho dù là hắn nóng nảy như vậy cũng bị hành vi của viện trưởng dọa ngây người. Trong mắt viện trưởng chỉ còn thù hận, do trường kiếm lên cao cao, xẹt, kiếm khí bắn ra, chém về phía học viên chạy tứ tán hỗn loạn. Bốp! Lúc này, một sợi dây leo từ bên cạnh vụt tới, vụt trúng cổ tay viện trưởng, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Mũi kiếm nhất thời hơi lệch đi, kiếm khí hình cung chém trên chết ở trên tường. Tống mạng rút sợi roi về, nhìn về phía mấy giáo viên bên cạnh, Hổ vương chỉ nghe mệnh lệnh của viện trưởng, ông ấy bây giờ thần trí thác loạn, khống chế ông ấy trước, nếu cứng đầu cố chấp, trực tiếp giết chết. Hỏa ma, kẻ quan trắc tinh không, mặt bàn mấy vị ùng ùng ra tay. Tuy cảm thấy nghi hoặc đối với viện trưởng đột nhiên nổi điên, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề. Đám học viên này đều là thánh giả, là chấp sự tương lai, trường cục của quan phương, trong đó không thiếu con cháu trưởng lão bối cảnh thâm hậu, cùng với nguyên thủy thiên tôn hậu bối cấp hạt giống như vậy, nếu tổn hại ở nơi này, tổng bộ chỉ sợ sẽ xử tử bọn họ. Tống mạng vừa bất lui viện trưởng, quát. Hỏa ma, anh đi giúp học viên. Một bên khác, nhâm quân tử kéo Tam Dương khai thái thái bị thương nặng rời khỏi thư viện, để hắn dựa lưng vào vách tường. Chưa thương tổn đến chỗ yếu hại. Nhâm quân tử kiểm tra thương thế một lần, khẽ thở vào. Thiếu chút nữa cho rằng phải mang theo hối hận rời khỏi rồi. Tam Dương khai thái thái nhổ ra một ngụm nước bọt máu, đau nhe răng trợn mắt, đây là cấp 6 sao, quá đáng sợ rồi. Nhâm quân tử thò đầu, nhìn về phía trong thư viện, thấy các học viên đã lấy ra đạo cụ, cùng thi triển thần thông, chiến đấu kịch liệt với hổ vương, liền nói ngay. Tam Dương, cậu ở nơi này tỉnh dưỡng, tôi đi giúp bọn họ. Cẩn thận, đừng chết. Tam Dương khai thái thái dặn dò. Nhâm quân tử gật gật đầu, cầm kiếm, quay về thư viện. Tam Dương khai thái thái nhìn theo hắn rời đi, bàn tay cọ cọ ở đùi, lau đi vết máu, thò vào túi quần, lấy ra một cái đĩa tròn hoàng kim màu sắc ảm đạm. Đĩa tròn đường kính 8cm, to bằng miệng bát. Mặt đĩa bóng loáng như gương, mặt trái là một vòng phù điêu mặt trời vô số đường nét vây quanh. Mặt đĩa bóng loáng có khắc một hàng chữ nhỏ. Lời tiên đoán, sau khi người tình cực yêu lâm tố bị giết hại, viện trưởng Lý Ngôn Hề lửa giận công tâm, cực kỳ bi thương, ở sau khi đạo cụ phát hiện nói dối không có hiệu quả, Lý Ngôn Hề quyết định sử dụng hổ vương của đảo Bách Thú giết sạch học viên, tự mình báo thù. Đây là lời tiên đoán tối hôm qua. Tam Dương khai thái thái thò đầu, nhìn một chút chiến đấu trong thư viện, thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Hổ vương ở thư viện đại khai sát giới, nguyên thủy thiên tôn vì bảo hộ học viên, không thể không sử dụng bảo vật đạt được trong cửa đá, có thể một đòn giết địch, giết chết hổ vương cùng viện trưởng. Nội dung lời tiên đoán ở mặt đĩa chậm rãi lao đi, lời tiên đoán mới hiện lên. Rõ ràng là lời Tam Dương Khai Thái Thái vừa rồi nói. Đạo cụ này tên La Bàn Quang Minh Mảnh Vỡ, là hắn nhặt được, chủ nhân đời trước của nó là vị hội trưởng kia của công hội thương nhân. Cũng là số thứ tự chính trong đạo cụ mất đi. Mảnh Vỡ La Bàn Quang Minh là đạo cụ loại quy tắc, phẩm chất thánh giả, công năng của nó rất đơn giản lời tiên đoán. Cầm La Bàn, nói ra chuyện bạn kỳ vọng, La bàn sẽ chuyển hóa nó thành lời tiên đoán, cùng nhất định sẽ xảy ra. Nhưng có 6 hạn chế. 1. Một, một ngày chỉ có thể tiên đoán 3 lần. 2. Sau khi một lời tiên đoán trước ứng nghiệm hoặc thất bại, mới có thể tiên đoán điều thứ hai. 3. Lời tiên đoán chỉ có thể ảnh hưởng giai đoạn thánh giả. 4. Lời tiên đoán phải nói ra tên của mục tiêu, không thể trống rỗng. 5. Lời tiên đoán phải phù hợp tình thế phát triển. 6 một lần chỉ có thể tiên đoán một sự kiện lời tiên đoán không phù hợp hạn chế kể trên sẽ thất bại hạn chế tuy nhiều nhưng trừ điều thứ năm cái khác đều không tính là vấn đề lớn phải phù hợp tình thế phát triển đưa cái ví dụ hắn giết chết lâm tố lão viện trưởng làm người tình lửa giận công tâm vì báo thù cho người yêu tàn sát học viên là phù hợp tình thế phát triển đối mặt kẻ địch đáng sợ nguyên thủy thiên tôn sử dụng bảo tàng sau cửa đá cũng phù hợp tình thế phát triển. Lời tiên đoán không phù hợp tình thế phát triển là Viện trưởng lửa giận công tâm, tàn sát học viên, học viên tiến vào trong cửa đá, ngoan ngoãn dân lên bảo tàng. Bởi vậy, hắn mới từng bước một bố cục, thông qua lời tiên đoán, giết người, để tình thế phát triển phù hợp ý tưởng của bản thân. Từ đầu, hắn cho rằng hạ triều tuyết hiềm nghi lớn nhất, bởi vậy thông qua lời tiên đoán ảnh hưởng, tập kích cô, tra hỏi một phen, phát hiện cô không phải là người tiến vào sau cửa đá, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Sau đó lại thông qua án mạng tiên đoán viện trưởng hỏi ra vấn đề kia, kết quả vẫn chưa thành công, đối phương giống hắn, có được năng lực tránh né đạo cụ phát hiện nói dối. Lâm Tố và Hạ Triều Tuyết chết tính chất giống nhau, đều thuộc về mục tiêu sai lầm, lợi dụng phế vật. Thẳng đến vừa rồi, hắn rốt cuộc tập trung mục tiêu, xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người tiến vào cửa đá. Trương Nguyên Thanh cầm tấm khiên, đứng ở trước mặt mẫu đơn tiên tử, đỡ đòn tác của hổ vương. Ken Trương Nguyên Thanh chưa thể thủ được, như bóng cao su bắn bay ra ngoài, lăn qua bên người mẫu đơn tiên tử, trầm một tiếng va vào vách tường, va đập ra động tĩnh thật lớn cùng vết nứt. Hổ vương bị hồ quang bắn ngược, cứng ngắt một phen, công kích tiếp theo chưa thể nối tiếp được. Tăng 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 Tôn miểu miểu bình tĩnh nổ súng, từng viên đạn bắn vào mắt, mũi các bộ phận yếu ớt của hổ vương. Cô dùng khóe mắt liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, thấy hắn không đáng ngại, trong lòng khẽ buông lỏng. Chiến đấu chỉ khoảng nửa phút, tại Linh Chu cùng Lưu Ngọc Thư ở trong chạy trốn bị Hổ Vương cắn chết trong nháy mắt, Hồng Loan tinh quang cùng phương sĩ yếu ớt ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Anh gà đỏ vì bảo vệ Hạ Hầu Ngạo Thiên, bị cắn đứt một cánh tay, bây giờ đang bị thương nặng nằm ở trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên. Người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Bây giờ chủ lực kiềm chế hổ vương là hỏa ma lạc nhạc thánh, cùng với tốt qua sông, nhâm quân tử hai vị kiếm khách. Người khác đánh phối hợp. Viện trưởng đang chiến đấu với kẻ quan rắc tinh không, tống mạng, mặt bàn, cùng với quản lý viên hồ giao nhân chạy tới. Hợp sức các giáo viên, đánh bại viện trưởng không phải việc khó, nhưng rõ ràng không phải trong 2-3 phút có thể giải quyết. Đệt, pháo lôi bạo ở trong địa cung dùng hết rồi, đạn dược mới còn chưa tích tụ xong, chỉ có thể sử dụng đai ngọc thanh đế, nhưng trạng thái thú thân nhiều nhất cấp 5, hổ vương này con mẹ nó tuyệt đối là cấp 6 đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh không do dự, lấy ra đai ngọc thanh đế đeo ở trên hông, cũng ấn xuống miếng ngọc bội điêu khắc gấu kia trên đai lưng. Hắn lựa chọn hóa thành gấu. Ngọc bội bột phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt, khiến cả người Trương Nguyên Thanh tựa như một vần mặt trời chói chang chói mắt. Gào. Trong hào quang mạnh mẽ, một con gấu đen cao 3 mét hiển hóa, lông rậm màu đen, đứng thẳng lên như người, ngẩng đầu gào rống, nước miếng như mưa. Trong con mắt màu nâu đen của hắn tràn ngập chiến ý, thân thể hơi cúi xuống, tứ chi như bay, đón đầu hổ vương đang có khí thế không thể ngăn cản. Hai con thú lớn va chạm tạo thành vụ nổ đáng sợ, sóng xung kích sôi trào cuồn cuộn từng tầng, hất bay ghế dựa đã hóa thành mảnh vụn, học viên xung quanh không kịp tránh lui, ngực như bị hút, lão đảo lui về. Tiếng gào rống, tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong thư viện, tiếng hai con thú lớn cắn xé cùng vồ tác bao trùm tất cả. Tam Dương khai thái thái trốn ở bên ngoài, trục đầu tránh thoát dư âm trùng kích cùng bạo, chống đỡ thân thể dậy, thò đầu nhìn quét xung quanh. Vừa lúc thấy gấu đen bị hổ vương đè dưới móng vuốt, cắn xé da tróc thịt bong. Hả? Không đúng. Hắn ngẩn ra một phen, nhanh chóng cúi đầu chăm chú nhìn mặt đĩa, xác nhận mình không ghi sai. Dựa theo nội dung lời tiên đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ sử dụng hẳn là bảo vật đạt được trong cửa đá chỉ có vậy đại hộ pháp từng nói trong nhiệm vụ ẩn của học viện tần phong tất giấu bảo tàng của thủy hoàng đế làm nhiệm vụ ẩn của phó bản cấp chúa tể bên trong tất nhiên có đạo cụ cường đại đây là chuyện dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được tam dương khai thái thái nhíu mày vừa kinh vừa nghi nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ ra nguyên nhân bảo tàng thật sự không ở trên người nguyên thủy thiên tôn hắn cúi đầu Nhíu mày suy tư, vài giây sau, lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên. Ở trên người Tôn Miểu Miểu. Người thần bí tối hôm qua tập kích Hàm Thiền Quân cùng Tiểu Nguyệt Thỏ là Tôn Miểu Miểu. Nguyên nhân Tôn Miểu Miểu nhằm vào hai nữ học viên hắn có thể nghĩ ra, không có gì khác ngoài việc cho rằng người mặc giáp đêm đó lẻn vào hồ giao nhân là nữ học viên. Dựa theo Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thỏ nói, hai người các cô gặp tập kích, bị thương nặng gần chết, tỉnh lại lại phát hiện mình ngủ ở trên giường đầu tiên có thể bài trừ ảo thuật, cùng là cấp 4, ảo thuật của tinh quang còn chưa đạt tới loại trình độ này, cho dù là huyễn thuật sư ngang cấp cũng không được. Khả năng còn lại không nhiều, hẳn là tôn miễu miễu phát hiện mục tiêu sai lầm, đánh ngất hai người, cũng sử dụng sinh mệnh nguyên dịch chữa khỏi cho các cô. Chống đỡ suy luận của hắn có 5 căn cứ. một Tôn miễu miễu bối cảnh thâm hậu, dùng được nổi sinh mệnh nguyên dịch mà nữ học viên khác không dùng nổi. 2. Tôn miễu miễu là tinh quang, cô có năng lực vô thanh vô tức lẻn vào phòng của hàm thiền quân cùng tiểu nguyệt thỏ ba tôn miễu miễu hai ngày qua đi lại rất gần với nguyên thủy thiên tôn có thể nói như hình với bóng bốn tối hôm qua hắn là thấy lâm tố vào phòng viện trưởng hàm thiền quân cùng tiểu nguyệt thỏ bị tập kích xảy ra ở cùng đêm nói rõ nguyên thủy thiên tôn có đồng lõa năm nguyên thủy thiên tôn xác suất đại khái có thể che chắn đạo cụ phát hiện nói dối nhưng hắn vừa rồi từ chối không phối hợp xui khiến anh gà đỏ phản đối đây là đang đánh yểm hộ cho đồng lõa nếu tôn miểu miểu không phải vậy chính là triệu thành hoàng hắn hôm nay còn có một lần cơ hội tiên đoán tôn miểu miểu thấy nguyên thủy thiên tôn bị thương dưới tình thế cấp bách sử dụng bảo bối đạt được trong nhiệm vụ ẩn mang theo giận dữ đánh chết hổ vương cùng viện trưởng bị học viên và giáo viên nhận định là hung thủ trên la bàn hoàng kim một lời tiên đoán trước lao đi lời tiên đoán mới hiện lên trong cắn xé mãnh liệt thân thể gấu đen ở trong ánh sáng xanh lục sụp đổ tiêu tán gấu đen dưới móng vuốt hổ vương biến thành trương nguyên thanh bốt hổ vương quật đuôi một cái đánh bay lạc nhạc thánh cúi đầu cắn xuống một phát nguyên thủy tôn miểu miểu hét lên một tiếng phẫn nộ cùng sầu lo bao phủ tất cả cô dừng nổ súng chạy như điên về phía hổ vương cô đưa tay chọc vào không trung trong tích tắc từng quần sáng màu đỏ tươi lao ra, bám vào ngoài thân cô, ngưng tụ thành giáp váy, giáp vai, mũ giáp, giáp ngực, giáp cánh tay. Cô đã triệu hồi ra vạn nhân đồ. Mua xuẩn. Thiên hạ quy hỏa ôm ngực tựa vào bên tường, nhìn thấy một màn này, đột nhiên biến sắc. Cái này con mẹ nó là áo giáp của mình. Là cô ta, tối hôm qua tập kích chúng tôi là cô ta. Hàm thiền quân hét lớn. Không sai, chính là bộ giáp này, không ngờ là tôn miểu miểu. Tiểu Nguyệt thỏ trầm giọng nói. Trương Nguyên Thanh vừa triệu hồi ra khiên tử lôi, ngăn cản miệng cọp, đang muốn thi triển tinh động thuật thoát đi vuốt hổ, khóe mắt liếc thấy một quần sáng đỏ nhanh chóng lao đến. Không chờ hắn làm ra phản ứng, chỉ nghe tầm một tiếng, theo hổ vương kêu thảm, móng vuốt đặt ở ngực nhả ra. Thân thể nặng mấy tấn của hổ vương bay lên trời, đánh bay ra ngoài. Trong giáp cánh tay của tôn miểu miểu vụt bắn ra loan đao, bước lên vặn hông, cánh tay kéo loan đao chém xuống. Phốt! Đầu của hổ vương từ cổ rơi xuống, máu tươi trào ra như suối phun, bắn tung tóe đầy đất. Hổ vương cấp 6 đỉnh phong, ở trước mặt đạo cụ cấp chúa tể không chút sức chống cự. Giết xong hổ vương, Công miểu miểu xoay người, bật đi, nháy mắt phóng qua nửa đại sảnh, cầm loan đao trong giáp tay đâm vào ngực lão viện trưởng, dơ lên cao cao. Lão viện trưởng hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng héo rút, trong chớp mắt bị hút khô máu tươi, hóa thành một thây khô. Giết người xong, lệ khí trong lòng tôn miễu miễu tăng thêm, dục vọng giết chóc tràn ngập đầu óc. Người chính là người mặc giáp, hung thủ giết chết hạ triều tuyết cùng lâm tố. Kẻ quan trắc tinh không run rẩy. Đám người tống mạng, lạc nhạc thánh như đối mặt đại địch, nhìn chầm chầm cô. Hổ vương và viện trưởng giải quyết rồi, lại nên đón một người càng thêm đáng sợ. Các học viên bị thương ngạc nhiên nhìn tới xong rồi, cô gái ngu xuẩn này, tất cả đều xong rồi. Gia mặt thiên hạ quy hỏa kịch liệt run rẩy, hắn cũng cảm nhận được viện trưởng lửa giận công tâm. Chẳng qua, so sánh với áo giáp bại lộ, trước mắt gấp gáp nhất ngược lại là khiến tôn miễu miễu cởi áo giáp. Cởi giáp xuống, tôn miễu miễu, mau cởi giáp. Thiên hạ quy hỏa quát to. Thoáng nghe, hắn như là đang cảnh cáo tôn miễu miễu đừng bốc đồng, giống như cảnh sát yêu cầu kẻ cướp buông súng. Nhưng thật ra, Hắn là đang nhắc nhở tôn miểu miểu trả giá của vạn nhân đồ. Bộ giáp cấp chúa tể này bắt nguồn từ yêu mê hoặc, có hai cái trả giá, một là thời gian mặt không thể vượt qua ba phút, bằng không sẽ thần trí thác loạn, trở thành cổ máy giết chóc khát máu. Hai là một lần giết chóc không thể vượt qua ba người, nếu không cũng sẽ trở thành quái vật khát máu. Tôn miểu miểu đã giết hai sinh mệnh. Cô giết một người nữa, mọi người đều phải chết. Tôn miểu miểu bỗng tỉnh ngộ, lệ khí biến mất vội vàng cởi áo giáp màu máu, thu về ô vật phẩm. Cùng lúc đó, học viên, giáo viên bị thương, toàn bộ trào lên, bao vây tôn miễu miễu. Bọn họ cầm vũ khí, ánh mắt nhìn chầm chầm tiểu công chúa Thái Nhất Môn, muốn ra tay bắt, lại ném chuột sợ vỡ đồ. Cô vì sao phải giết hạ triều tuyết cùng lâm tố? Tống mạng dựng thẳng lông mày lá liễu, nếu không phải cô giết lâm tố, viện trưởng sẽ không nổi điên. Tôn miểu miễu nhíu mày không nói. Sau khi bình tĩnh lại, cô hoài nghi mình bị người mặc giáp thật sự ảnh hưởng, trở nên không đủ lý trí, vậy mà lại ở dưới vô số ánh mắt sử dụng vạn nhân đồ. Tình cảnh bây giờ khiến cô có chút luống cuốn chân tay, vô lực giải thích. Kẻ quan trắc tinh không do dự một phen, thở dài. Viện trưởng vẫn luôn hoài nghi hung thủ là người đêm đó lẻn vào hồ giao nhân, mà căn cứ giao nhân tộc báo cáo, kẻ lẻn vào mặt áo giáp, khó phân biệt nam nữ. Miễu miễu, không ngờ là cô. Các học viên ồ lên, ánh mắt càng thêm cảnh giác, tràn ngập địch ý. Giết cô ta, báo thù thay viện trưởng, lâm tố, còn có học viên hạ triều tuyết. Lạc nhạc thánh cả giận nói. Cách đó không xa, anh gà đỏ cục tay trong lòng hạ hầu ngạo thiên, đang yếu ớt gần chết giật mình ngồi dậy, cả giận nói. Không ngờ cô là như vậy tôn miểu miểu, cô bất nhân tôi bất nghĩa, tôi đồng ý với thầy Lạc. Đánh trắm, miểu miểu sẽ không giết người, các người dám động vào cô ấy lão tử liền luyện các người thành âm thi viên đình dẫn đầu phản đối đứng ở bên cạnh tôn miễu miễu tức giận nhìn mọi người nhưng hắn vẻ mặt quyết tuyệt càng giống giúp người thân chứ không giúp lý trong lòng cũng cho rằng tôn miễu miễu là hung thủ thấy thế trương nguyên thanh gạt đám đông đi ra đau đớn nói tôi cũng không tin miễu miễu sẽ làm loại chuyện này mọi người bình tĩnh triệu phi vấn quát có cái gì phải bình tĩnh mọi người tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ giả bộ Ồ đúng rồi, Tôn Miễu Miễu là vì cứu mày, mày có phải đồng lõa của cô ta hay không? Quả nhiên, người hiếp giết Hạ Triều Tuyết là mày à, Chu Minh Hú lúc ấy không nói sai. Trương Nguyên Thanh yên lặng lui ra phía sau, mày ngon thì mày lên, muốn chết không ngăn cản. Triệu Phi vẫn lập tức không nói chuyện nữa. Một màn vừa rồi Tôn Miễu Miễu nháy mắt giết chết Hổ Vương cùng viện trưởng, còn in dấu thật sâu ở trong đầu mọi người. Mọi người đều có chút tiếng thối lưỡng nan. Tôi có cái chủ ý. Một thanh âm từ ngoài đám người truyền đến, Tam Dương Khai Thái thái dựa vào tường, lão đảo quay về. Hắn nói: "Tôn Miểu Miểu là cháu gái Tôn trưởng lão Thái Nhất môn, chúng ta không có quyền lợi xử trí cô ấy, không bằng trói cô ấy lại, chờ buổi sáng ngày mai phó bản kết thúc, lại hướng tổng bộ báo cáo việc này." Nói xong, lại nhìn về phía Tôn Miểu Miểu, nói: "Cô quá nguy hiểm, phải chịu hạn chế." ánh mắt tôn miễu miểu đảo qua đám người tiểu đội địa cung đã đeo lại tai nghe như đang bàn bạc triệu thành hoàng trầm giọng nói miễu miễu tôi cũng không muốn tin cô là hung thủ nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy kế hoãn binh tôn miễu miễu nghe hiểu nói được phòng số 404 trương nguyên thanh gối hai tay lên sau đầu nhìn trần nhà ngẩng người xuất thần Hoa hồng máu và ngân giao quận chúa ngồi ngay ngắn ở giường quý phi bên cửa sổ, vị trí vốn thuộc về quận chúa, anh gà đỏ cục tay ngồi đó, lúc này đang sụp soạt hút cháo cá ánh trăng. Trải qua tống mạng trị liệu, vết thương của hắn bước đầu khép lại, cánh tay khẳng định là không nối được. Nhưng anh gà đỏ lạc quan sáng sủa, làm nhân vật nghĩa tử của tương bạo trưởng lão, kiếm một ống sinh mệnh nguyên dịch khôi phục tay cục là chuyện không hề khó khăn. Đương nhiên, lấy tính cách của anh gà đỏ, cho dù tay cục không thể khôi phục cũng sẽ chỉ cười ha ha nói một câu người phiêu bạc giang hồ sao có thể không ăn chém sau đó vui vẻ đun canh gà sau khi chiến đấu kết thúc tôn miễu miễu bị trói cô giao cho nhà trường trông giữ ở dưới mấy vị thú vương bọn tống mạng mẫu đơn tiên tử bôn tẩu trị liệu thương thế của mọi người được xử lý các học viên thu liễm thi thể viện trưởng hổ vương tại linh chu cùng lưu ngọc thư xử lý xong hậu quả đã hoàng hôn học viên sức cùng lực kiệt kéo thân thể mỏi mệt quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Mọi người đều cho rằng hung thủ bị bắt, học viện đã an toàn. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài ngẩn người, thực ra thông qua tai nghe, đang câu thông với tiểu đội địa cung ở ký túc xá. Trương Nguyên Thanh, thiên hạ quy hỏa, vấn đề áo giáp không cần lo lắng, Tôn Miễu Miễu là con cháu trưởng lão, tổng bộ hỏi, để Tôn trưởng lão gánh là được, dù sao không có ai biết đó là thứ đạt được trong địa cung. Thiên hạ quy hỏa, miễu miễu bên kia an toàn không để tôn miễu miễu chủ động nhận tội chịu ức thúc một mặt là mê hoặc người mặc giáp thật sự một mặt khác là trấn an học viên cùng giáo viên dù sao bầu không khí dương cung bạc kiếm rất dễ dàng bị kẻ địch âm thầm ảnh hưởng dẫn tới cục diện mất khống chế khi đó đối mặt học viên cùng giáo viên phát cuồng dết hay không triệu thành hoàng cô tống mạng phụ trách trông giữ cô ấy tôi để linh phó âm thầm theo dõi chúng ta đêm nay phải tìm ra hắn nếu không hậu hoạn vô cùng, nguyên thủy trước đó hành động từ chối không phối hợp phát hiện nói dối quá nữa đã bị người mặt giáp hoài nghi tôn miểu miểu sử dụng vạn nhân đồ càng thêm khẳng định người mặt giáp cho dù không tiết lộ chuyện này cho tổng bộ chờ rời khỏi phó bản báo lên cho ám giả dạ mân côi, vậy mọi người liền nguy hiểm điều duy nhất có thể làm đại thái cũng chính là giống trống khu chiên hướng tổng bộ hiến vật quý vũ sạch quan hệ hạ hầu ngạo thiên nguyên thủy thiên tôn chính người đó trong căn tin là ai? trương nguyên thanh đã hỏi anh gà đỏ lúc ấy chính người có mặt là chu minh hú, quỳ dương trạch, lưu ngọc thư, tam dương khai thái thái, nhâm quân tử, linh mang nhi, tiểu tiên nữ núi ngô lan, triệu phi vấn, viên đình thiên hạ quy hỏa theo thói quen bắt đầu phân tích tại linh chu và lưu ngọc thư đã chết chu minh hú cùng viên đình có thể bài trừ trong người còn lại ai hiểm nghi lớn nhất ở lúc Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng Triệu Thành Hoàng còn đang suy tư, Trương Nguyên Thanh đã đưa ra ý tưởng. Tôi hoài nghi Tam Dương khai thái thái. Nói như thế nào? Trong tai nghe truyền đến các đồng đội trăm miệng một lời trả lời. Trương Nguyên Thanh tìm từ một phen, để ý niệm chuyển hóa thành thanh âm. Miễu miễu khẳng định là bị người mặc giáp ảnh hưởng, cho nên mới sẽ mất đi lý trí vận dụng vạn nhân đồ. Tôi nhớ lại một lần, lúc ấy mọi người đều đang chiến đấu, chỉ có tam dương khai thái thái sớm đã lui ra, hắn có đủ thời gian ảnh hưởng miểu miểu. Mặt khác, đưa ra ý kiến trong giữ cũng là tam dương khai thái thái, nếu hắn là người mặt giáp, cái này phù hợp mục đích của hắn, đêm nay nhất định sẽ ra tay đối với miểu miểu. Trương Nguyên Thanh tạm dừng một phen, tiếp tục nghĩ, còn có một nguyên nhân. Hạ hầu ngạo thiên đợi vài giây, chưa đợi được giải thích, liền thúc giục Nguyên nhân gì? Ngày đó lúc lên lớp luyện khí, tam dương khai thái thái có phải hỏi ba vấn đề hay không về sau tôi từ chỗ thầy mặt bàn biết được sử dụng gương ma vận mệnh trả giá là vận mệnh sẽ bị quấy nhiễu trương nguyên thanh nói một vấn đề sẽ có nguy hiểm hai vấn đề sẽ có nguy hiểm tính mạng ba vấn đề cảm giác nhất định phải chết không thể nghi ngờ nhưng tam dương khai thái thái sống sót mà thầy mặt bàn lại giống như quên chuyện này thế mà không ở sau chuyện chiếu cố học viên liên tục hỏi ba vấn đề cái này bình thường sao Mấy người bọn hạ hầu ngạo thiên nghe hiểu, Tam Dương khai thái thái có đạo cụ đặc thù, hóa giải trả giá của gương ma. Mà trả giá của một món đạo cụ cấp chúa tể, hiển nhiên không phải một tên thánh giả thường dân có thể hóa giải, nhưng nếu là người mặc giáp, thì hợp lý. Được, đêm nay hành động, tập kích Tam Dương khai thái thái. Thiên hạ quy hỏa rốt cuộc có sự quả quyết của hỏa sư. Trương Nguyên Thanh đè tai nghe, Tam Dương khai thái thái ở phòng 612, Đợi lát nữa tôi và Triệu Thành Hoàng trực tiếp tin động qua, sau đó, tôi sẽ ở trong phòng đốt lên quả cầu lửa, thiên hạ quy hỏa anh trực tiếp hỏa động tới, hạ hầu ngạo thiên. Nghĩ một chút, hắn nói, anh phụ trách trong chừng, ép học viên kinh động trở về. Đương nhiên, lấy thực lực ba người chúng tôi, ra tay tập kích, hắn hẳn là không có sức phản kháng. Lúc này, anh gà đỏ hút cháo xong, thích ý thỏa mãn vỗ vỗ bụng, tôn miểu miểu người phụ nữ độc ác kia đã bị bắt cậu còn bảo tôi ở lại nơi này làm gì? Miễu miễu không phải người phụ nữ độc ác. Trương Nguyên Thanh tức giận nói. Chật, cậu có phải nhìn trúng cô ấy hay không? Anh gà đỏ khoát tay, bộ dạng không tim không phổi, có phải người phụ nữ độc ác hay không đều không sao cả, tôi đi căng tin lấy một phần cháo nữa, cậu có ăn không? Vừa lúc đang đói. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Đêm khuya, 11, 50. Phòng số 612, ánh đèn sáng tỏ, Tam Dương Khai Thái Thái ngồi thẳng ở bên cạnh bàn, sắc mặt trong sự bình tĩnh lộ ra mờ mịt. Đột nhiên, trong phòng dâng lên hai ánh sao như mộng ảo, ngưng tụ thành hai thanh niên tuấn tú khí chất khác nhau, chính là Trương Nguyên Thanh cùng Triệu Thành Hoàng. Sau khi hiện ra thân hình, Trương Nguyên Thanh khoát pháp bào âm dương lập tức nâng lòng bàn tay, chế tạo ra một cuồng lửa. Lửa bành trướng, nổ tung, lại một bóng dáng hiển hóa trong ánh lửa rõ ràng là thiên hạ quy hỏa mặt mày sắc bén, dáng người cân xứng. Nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, Tam Dương Khai Thái Thái không có gì bất ngờ, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Các ngươi đến rồi. Ký túc xá giáo viên, Tống Mạng vừa tắm rửa xong khoác áo tràn tắm, đi ra khỏi phòng tắm. Tóc cô còn chưa khô, ướt sủng trùng trên vai lưng, tóc mái cùng tóc mai ẩm ướt rủ xuống, gò má trong màu trắng nõn lộ ra đỏ bừng sau khi tắm. Tuy sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhưng quả thật là một người đẹp chất lượng cao tống mạng mở ra tủ rượu thủy tinh lấy ra một chai rượu vang hai cái ly đế cao quay đầu nhìn tôn miểu miểu bị trói gô ngồi ở trên giường quý phi một cái nói cô uống rượu không tôn miểu miểu bị những sợi dây leo xanh biết trói chặt ngực sau lưng dáng phù chú phong ấn linh phó cơ thể còn bị tiêm vào độc tố tê liệt uống uống tôn miểu miểu cao hứng nói cô thích uống rượu nhưng trong học viện vật tư thiếu thốn, chỉ cung ứng bia, tôn miểu miểu là thiên kim hào môn nuông chiều từ bé, không quen uống nước đái ngựa cay đắng. Tống mạng rót hai ly rượu, chưa ngay lập tức đưa qua, lắc nhẹ cái, đặt ở một bên. Cô trước tiên đi đến bên người tôn miểu miểu, nhéo nhéo đùi, vai lưng, cánh tay, xác nhận là mềm nhũng, lúc này mới trở lại cạnh bàn ngồi xuống, vừa lắc ly rượu vang, vừa hỏi. Cô với Nguyên Thủy Thiên Tôn làm tình chưa? Tôn miễu miễu may chưa uống rượu, bằng không nhất định phun ra, cô, cô, nói hưu nói vượng cái gì thế? Tôi với Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là bạn bè bình thường. Dù sao cũng là cô gái trẻ tuổi chưa lớn, còn chưa thể thản nhiên đối mặt đề tài phương diện này. Tống mạng giật mình gật đầu, hiểu rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn là hệ cấm dục, vậy sách lược trước đó tôi dùng sai rồi. Ai, Triệu Thành Hoàng cũng không tệ, nhưng hắn cũng là hệ cấm dục, thật đáng tiếc nha. Tôn Miểu Miểu trừng to mắt, cô có phải câu dẫn hai người bọn họ rồi hay không? Tống Mạng nhấp một ngụm rượu vang, cười ha ha nói. Cô nhìn thấy đàn ông ưu tú đẹp trai, chẳng lẽ không động lòng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng đều là người nổi bật trong một thế hệ trẻ, hai người bọn họ nhắm chừng còn là trai tân đó, ngủ với bọn họ, rất có cảm giác thành tựu. Đáng tiếc, hai người này đều là hệ cấm dục. Tôn Miểu Miểu lường nguyết không biết sao nhớ tới hoa công tử của Thái Nhất Môn, người con nối giỏi đó của môn chủ cũng là thú vương, cũng là loại hình khát vọng sinh sản, phóng túng dục vọng. Giống với tống mạng. Viên Đình nói cô là sinh hoạt cá nhân bừa bãi mới bị xung quân đến học viện Tần Phong. Tôn Miễu miểu nhấp một ngụm rượu vang đối phương đưa tới, hỏi. Tống mạng liếc cô một cái, bất qua lại với gã Viên Đình kia, nhiễm tật xấu lắm chuyện không phải chuyện tốt. Cô trầm mặt một phen, sóng mắt lấp lánh, cười nói trước kia trẻ tuổi chơi bời cảm thấy có đàn ông tranh giành vì mình rất vẻ vang về sau bọn họ nổi lên xung đột lén đấu nhau một người chết một người bị thương nặng người trọng thương kia bị tổng bộ phán tử hình tôi cũng bị xung quân đến nơi đây tôn miểu miểu gò một tiếng cô nhìn thấy cô giáo xinh đẹp phóng đảng này tuy cười nhưng ở sâu trong ánh mắt cất dấu hối hận cùng tự trách liền không mở miệng chỉ trích hai người tán gẫu rượu vang trong ly rất nhanh đã uống hết tống mạng thu hồi ly đế cao cười nói tổng bộ mỗi tháng sẽ đưa một lô vật tư vào đều là tự sản xuất trong linh cảnh một chai rượu vang này tôi phải trả nửa tháng tiền lương mua chỉ có thể cho cô uống nửa ly sáng mai các người sẽ đi ra ngoài cô cái con bé này không giống kẻ giết người không chớp mắt thôi bỏ đi không liên quan tới tôi lúc này tiếng gõ cửa vang lên tống mạng đóng tủ thủy tinh quay đầu nhìn về phía cửa phòng, nói: ai thế? là tôi. ở cửa truyền đến tiếng một người đàn ông. tống mạng nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua tôn miểu miểu, lắc mông đi về phía cửa, vặn tay nắm cửa. tôn miểu miểu ở phía trong phòng ngủ, không nhìn thấy cảnh tượng ở lối đi, chỉ có thể nghe thấy tống mạng cùng người đàn ông đối thoại. sao cậu lại tới đây? đêm nay tôi phải trông coi tôn miểu miểu, cũng không rảnh rỗi thoải mái tiếp cậu một đêm cuối cô giáo không muốn phóng túng một phen sao người tình của cô tống mạng nam học viên nào tôn miễu miểu nghe có chút quen tai nhưng không nhớ nổi là ai dù sao cô và nam học viên hầu như không có lui tới trừ mấy người đó của tiểu đội địa cung cái này không thể được tiếng của tống mạng vừa vang lên liền im bặt tôn miễu miễu nghe thấy một tiếng kêu đau đớn tiếp đó có tiếng người ngã xuống trong lòng cô rùng mình sau đó thấy một bóng người đi vào là ngươi tôn miểu miểu thấy rõ dung mạo người tới khẽ biến sắc phòng sáu trăm mười hai thiên hạ quy hỏa chân đạp lên ngực tam dương khai thái thái trong lòng bàn tay phun ra đao lửa đỏ rực chém xuống một chân cuối cùng của gã triệu thành hoàng yên lặng thu hồi đạo cụ trương nguyên thanh thì tay không đứng ở một bên chiến đấu nháy mắt kết thúc một sơn thần bị thương đối mặt ba người giáp công hầu như không có sức khống trả đã bị chế phục. Thiên hạ quy hỏa lòng dạ độc ác quyết đoán vô cùng, chém tam dương khai thái thái thành cây côn người. Nếu ngươi không phải người mặc giáp, nguyên thủy thiên tôn sẽ cung cấp sinh mệnh nguyên dịch khôi phục thương thế của ngươi, chẳng qua, ta cảm thấy không cần thiết. Thiên hạ quy hỏa dùng đao lửa chỉ về phía cổ họng tam dương khai thái thái. Ta có thể xác định, chính là ngươi. Câu các ngươi đến rồi kia của tam dương khai thái thái lúc trước, khiến thiên hạ quy hỏa xác nhận thân phận của đối phương. Xếp diễm ly hỏa đao, không tệ, lúc này mới vài ngày, hắn đã nhập môn pháp thuật đó, gã này tuy là sĩ nhục của hỏa sư, nhưng thiên phú mạnh thái quá. Ánh mắt trương nguyên thanh từ trên đao lửa dời đi, nhìn về phía tam dương khai thái thái, nói Ngươi có cái gì muốn nói? Tam dương khai thái thái nằm thẳng dưới đất, tay chân bị chặt đứt, trên mặt không thấy chút đau đớn nào, cười hê hê nói các ngươi tìm lầm người rồi mặt khác ta không phải tam dương khai thái thái ta chỉ là một cô hồn giả quỷ khi nói chuyện lại một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo từ sau lưng hắn truyền đến nhiệm vụ của chủ nhân đã đạt thành thiên hạ quy hỏa đang nghe chuyện trên tv audio cv nhíu mày hất nhẹ mũi chân lật úp tam dương khai thái thái lưng hướng lên trên đao lửa dọc theo xương cột sống cắt một cái đồng phục của học viện tần phong rách ra lộ ra máu thịt bên trong chỉ thấy lưng hắn có một mặt quỷ dữ tận xấu xí, ngũ quan mơ hồ, hơi nhô lên, giống như phù điêu máu thịt. Xung quanh mặt quỷ là những mạch máu màu xanh đen kia, nối tiếp xương sống. Mặt quỷ nhếch miệng, cười âm trầm lạnh lẽo điên cuồng. Các ngươi chết chắc rồi, chờ chủ nhân mang tới bộ giáp kia, tất cả mọi người đều phải chết. Ký túc xá giáo viên Tôn miểu miểu kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, nói Ngươi chính là người mặc giáp, thành viên ám giả mân côi người này ngủ quan tuấn tú, không thích nói cười, khí chất dương cương, giống như bộ đội đặc chủng trẻ tuổi, đây là khí chất chỉ kiếm khách có. Chính là nhâm quân tử. Nhâm quân tử nhất khóe miệng, rất kinh ngạc sao, cũng đúng, đối với các người mà nói, hiềm nghi lớn nhất hẳn là Tam Dương Khai Thái Thái. Tam Dương Khai Thái Thái cái gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tôn miễu miễu co rúng lại về phía cửa sổ, ánh mắt liên tiếp liếc bóng đêm thê lương ngoài cửa sổ, nói ngươi muốn bảo vật trong địa cung phải không không sai đều ở trên người ta nếu ngươi giết ta mọi thứ đều sẽ trở về linh cảnh ngươi cũng đừng mong đạt được còn có ngươi đã làm gì tống mạng ta chỉ là đánh ngất cô ấy thú vương có năng lực chết mà sống lại giết cô ta quá mức trì hoãn công việc nhâm quân tử mỉm cười ngươi là đang đợi đồng bạn của mình sao cũng đúng ngươi lựa chọn bó tay chịu trói là vì câu ta ra ta đoán một chút ngươi có mấy đồng bạn Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định có, từng còn có Hạ Hầu Ngạo Thiên, Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa. Công miểu miểu kinh ngạc trợn to mắt, ngươi, ngươi biết hết rồi. Buổi chiều mới biết được. Nhâm quân tử chỉ chỉ vành tai, cười ha ha nói. Chỉ cần xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ngươi, liền có thể biết còn có những đồng bạn nào. Ta là kiếm khách, chi tiết người khác không nhìn thấy, ở trong mắt ta, đều rõ ràng hết, ví dụ như tai nghe trong lòng tôn miễu miễu trầm xuống quả nhiên liền nghe nhâm quân tử nói đồng bạn của ngươi sẽ không đến đây linh phó bọn họ sắp xếp ở bên ngoài sớm đã thu hồi thấy tôn miễu miễu vừa sợ vừa nghi vừa mờ mịt nhâm quân tử từ trong túi lấy ra một cái la bàn hoàng kim nói dưới quy tắc không ai có thể chống lại ngươi hẳn là rất tò mò ta là như thế nào ảnh hưởng viện trưởng cùng ngươi nhỉ nói xong hắn xoay mặt la bàn hướng về tôn miễu miễu Tôn Miểu Miểu chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mặt la bàn viết một hàng chữ. Lời tiên đoán, bởi vì ban ngày Tam Dương khai thái thái khác thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi hắn là người mặc giáp, hắn quyết định mang theo hạ hầu ngạo thiên, thiên hạ quy hỏa, triệu thành hoàng, ở 11 giờ 50 phút đêm nay tập kích Tam Dương khai thái thái, vì bảo đảm xác suất thành công, bọn họ sẽ toàn lực ứng phó. Đây là đạo cụ gì? Hắn chính là dùng đạo cụ này ảnh hưởng viện trưởng và mình tôn miễu miểu nhìn văn tự tin tức trái tim một lần nữa chìm vào đáy vực khó trách nhâm quân tử sẽ nói linh phó bị thu về rồi bởi vì bọn họ sẽ toàn lực ứng phó tam dương khai thái thái nhâm quân tử có được thuật quan sát nhìn ra cô kích động cùng nghi hoặc nhưng chưa giải thích quay đầu nhìn quét chung đồng hồ treo trên tường nói vừa vặn qua rạng sáng biết ta vì sao lựa chọn lúc này không bởi vì ta ngày hôm qua đã dùng hết số lần tiên đoán hắn chăm chú nhìn la bàn hoàng kim nói lời tiên đoán đầu tiên của hôm nay tôn miễu miễu vì giữ mạng lựa chọn giao ra mọi thứ đạt được trong cửa đá một lời tiên đoán trước bị lao đi nội dung mới hiện lên nhâm quân tử một tay nắm la bàn hoàng kim một tay nâng cầm tôn miễu miễu lên tặc lưỡi nói thật sự là người đẹp ta thấy mà thương chờ ta lấy được áp giáp từ trong tay bọn nguyên thủy thiên tôn cầm về thứ còn lại sẽ trở về lâm hạnh ngươi đầu ngón tay cắt xuống phía dưới, kiếm khí xé rách dây leo. Hắn không lo lắng tôn miễu miễu phản bội, cho dù giải trừ dây leo trói buộc, cô vẫn như cũ ở trạng thái suy yếu, khoảng cách gần như vậy, kiếm khách giết tinh quan dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, lời tiên đoán của hắn chưa vi phạm năm điều hạn chế, lời tiên đoán chỉ cần thành lập, trong giai đoạn thánh giả, không ai có thể vi phạm, đây là quy tắc. Trong mắt công miễu miễu trong sự sợ hãi lộ ra tín nhiệm, như tin tưởng vững chắc chỉ cần giao ra áo giáp cùng phướng chiêu hồn nhâm quân tử liền nhất định sẽ tha cô cô đưa tay chộp một cái ở không trung lấy ra một cây phướng dài màu đen âm khí lượng lờ một bộ giáp toàn thân màu máu lộ ra sát khí một cái mũ đỏ nhỏ mềm nhũng nằm úp sấp không chỉ một bộ giáp trong mắt nhâm quân tử lóe ra sự bất ngờ cùng tham lam không có chút do dự nào đưa tay chụp lấy ba món đạo cụ đột nhiên trong trạng thái mừng như điên Hắn thoáng nhìn thảm bên cạnh hơi trầm xuống Như là có người dẫm ở bên trên Tham lam cùng phấn chấn khi nhìn thấy bảo vật Khiến hắn phản ứng chậm một nhịp Một giây sau Ngực hắn như bị hút Đau đớn ập tới Cả người bay ra như diều đứt dây Va mạnh vào trên tường La bàn trong tay rời tay bay ra Ô Trong phòng vang lên tiếng gió rít thê lương ầm ầm hai tiếng Đau gió vô hình theo sát tới Chém trúng hai chân hắn Chém nứt bức tường máu tươi nháy mắt nhuộn đỏ bức tường trắng bóc, nhâm quân tử khó có thể tin ngẩn đầu nhìn vị trí vừa rồi đứng xuất hiện một bóng người tuấn tú trẻ tuổi nét mặt lộ ra phấn chấn bừng bừng cùng với một phần rất nhỏ sự giữ tận nguyên thủy thiên tôn sao có khả năng ngươi nhâm quân tử lộ vẻ mặt kinh hải mềm nhũng dựa vào tường trượt xuống hắn hầu như là nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu chém chân của ngươi cho dù ngươi khoác thêm đạo cụ dạ du cũng đừng nghĩ chạy trốn từng xuất phát từ bảo hiểm tay cũng chém trương nguyên thanh vung đôi tay đeo bao tay màu lam tiếng xé gió vụt vang lên lần nữa ngay sau đó nhâm quân tử liền thấy hai bàn tay rời khỏi cổ tay hắn đau tới mức trước mắt tối sầm ngươi sao có thể ở chỗ này ngươi không có khả năng vi phạm lời tiên đoán đó là quy tắc nhâm quân tử ngẩng đầu lên khuôn mặt tái nhật toát ra mồ hôi lạnh như hạt đậu ngươi có quy tắc ta có nhân quả trương nguyên thanh cười khẩy nói đã biết ngươi có thể ảnh hưởng người ta ta khẳng định phải làm phòng bị về phần vì sao sẽ ở chỗ này đương nhiên là vì ta đoán được ngươi chính là người mặc giáp chính như hắn nói đã biết người mặc giáp có thể ảnh hưởng mục tiêu tự nhiên cần phòng bị trước phương thức phòng bị của trương nguyên thanh chính là lợi dụng gương gia ta chế tạo phân thân sau đó phủ thêm da người hoàng mỹ như vậy nhân quả của bản thể liền chuyển dời đến phân thân. Hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Ngươi đoán được là ta. Nhâm quân tử khẽ biến sắc, không có khả năng, ngươi không có khả năng đoán được. Ngươi rõ ràng từ chỗ mặt bàn biết được trả giá của sử dụng gương ma mà Tam Dương chưa chết, đây là sơ hở lớn nhất. Ồ, ngươi cũng biết việc này, thì ra là như thế. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Vậy thì không sai rồi, cho nên mặt bàn thật ra từng tìm tam dương khai thái thái nhưng hắn bị ngươi ảnh hưởng đúng không nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha